Hello cả nhà, xin phép lên sóng cho em một sản phẩm khác rất mới lạ gửi đến anh em. Dòng sản phẩm này là dòng gối ngải cứu anh em nhé. Tức là cái nguyên liệu để làm nên gối này đó là cái cây ngải cứu. Đây, bóc ra cho anh em. Đấy, 78% là ngải cứu và ngoài ra còn một số cái thảo dược nữa. Đấy, chức năng của này là anh em sử dụng thay cái gối các bạn đang dùng trong gia đình các bạn nhé. Kích thước cái chiều này nó rơi tầm 40cm. Còn chiều ngang này 25cm. Nó vừa với các cái gối phổ thông, anh em có thể cho dày lên hoặc có thể san mỏng ra tùy theo độ cao anh em nhé. Anh em muốn dày thì anh co nó vào, anh em gấp vào. Em muốn mỏng ra thì anh em san mỏng ra. Và tối ngang tối đa là 40cm các bạn nhé. Và chiều này là 20, tầm 27, 28 gì đấy. Ok. Nói chung cái gối này thì nó hoàn toàn là đơn giản, nó không có gì cả. Bên trong là các cái cây ngải cứu đã được sấy khô. Đấy, và được tán nhỏ ra cùng với một số thảo dược khác anh em nhé. Nó có mùi rất là nhẹ nhàng. Anh em nào nếu muốn mà mùi hơi bị lợt quá thì anh em được bọc thêm mình một lớp vải nữa vào để giảm cái độ mùi đi. Anh em nên để nguyên này ok. Anh em sử dụng để gối trong gia đình, anh em làm quà tặng rất là ok các bạn nhé. Rất là tiện cho sức khỏe. Khi các bạn muốn sử dụng nhiều quà nữa, các bạn có thể là mang cái này và cho lò vi sóng. Các bạn vi sóng mình tầm 1 phút đi, ở cường độ tầm 300W là ok. Thì nó xây nóng cái gối đây. Và anh em để anh em có thể chườm cổ vai gáy gối đầu rất tốt anh em nhé. Thì cái cây ngải cứu này thì nó là trong những cây thuốc đấy, rất tốt cho sức khỏe, giúp an thần, tỉnh táo, sảng khoái đấy, giảm đau phần cổ anh em nhé. Anh em nào làm việc nhiều, ngồi nhiều hay đau cổ vai gáy đấy, thì anh em sử dụng là dòng này đấy. Cái chức năng của nó thì nó là cái chất thảo dược anh em nhé. Đấy, kết hợp với nhiệt độ đó thì nó giảm cho cái khả năng mệt mỏi và giảm phần đau phần cổ cho anh em. Anh em có thể tìm hiểu thêm áp dụng nó trên mạng các bạn nhé. Trọng lượng của nó đúng 2kg các bạn nhìn này, 2kg. Đấy, không có nặng, không quá nhẹ anh em nhé. Đấy, được bọc một lớp vải chịu nhiệt này rồi. Đấy, cái vải này nó là vải dạng có chấm bi lỗ này để nó thoát hơi ra, nó thoát mùi ra. Anh em muốn mà nó kín hơn, anh em có thể bọc thêm hơn một cái lớp vỏ gối nữa vào. Đấy, để nó kín hơn. Và anh em nếu anh em nào không quen được cái mùi này, nó hơi bị gây quá thì anh em bọc lại để giảm cái độ mùi đi. Tùy thuộc vào cái cảm nhận của mỗi người các bạn nhé. Anh em mua một gối, anh em bọc vào cho mình là xong. Khi các bạn cần sử dụng, các bạn bỏ ra, các bạn cho lò vi sóng. Nếu bạn cần thiết là dùng sấy nóng nên anh dùng. Không em để nguyên anh em gối được, nó vừa có mùi khó chịu và rất là êm ái các bạn nhé. Trọng lượng 2kg. Đấy, nó cái bụi gì anh em nếu bọc mạng cho mình thì nó sẽ không bụi, nó không bay phát tán những cái bụi, những cái vụn cám hay ra ngoài các bạn nhìn này. Ok các bạn nhé. Đấy, sản phẩm thì hàng nguyên mới 100%. Đấy, một thùng là 10 chiếc, sẽ đóng thùng như này mọi người nhé. Một thùng là 10 chiếc này. Anh em thích lấy về bán được và anh em mua về tặng nhau, xong có tặng giá thì so với thị trường thì rẻ nó rất là nhiều. Em thanh lý được cái dòng này đấy và cũng giữ đến cho anh em nhé. Ok, anh em cần sản phẩm alo 0979 665 264.